Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 92. Cô ấy không ở thế giới Tam Thiên, cũng không có ở huyền giới. Diệp Bắc Minh suy đoán, chẳng lẽ Hạ Nhược Tuyết đã thông qua cách nào đó tiến vào thần giới? Hả, thật không? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên. Đột nhiên, cô ta như nghĩ đến điều gì, hơi ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, anh Diệp, nếu tôi thực sự rất giống một hồng nhan tri kỷ của anh. Sao thế, Diệp Bạc Minh cảm thấy không đúng lắm. Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một lát, nhìn xung quanh, ở đây đông người, không tiện lắm. Nếu được, trên tầng tôi có phòng bao, có thể vào trong nói chuyện không? Được. Diệp Bắc Minh liền đồng ý. Vãi. Đã đi phòng bao rồi. Mẹ kiếp, họ hẹn nhanh như vậy hả? Các võ giả trong tửu lầu gào rú, ra vẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Trương Thiên Vũ đứng trên cầu thang sắc mặt tái xanh, lúc hai người đi qua bên cạnh hắn. Trương Thiên Vũ hang giọng lên tiếng, cô Lãnh, hai người. Lãnh Thanh Thu nhìn qua, chỉ thấy trong mắt Trương Thiên Vũ đầy tia máu, cậu Trương, tôi và Diệp Tông Chủ có chuyện cần nói, đi lên tầng trước. Đương nhiên, việc này không ảnh hưởng đến chuyện tôi đã hứa với NHTL. Nói xong, kéo Diệp Bắc Minh trực tiếp đi lên tầng. Đi thẳng đến ngoài một phòng bao, mở cửa đi vào. Khởi động trận pháp trong phòng, ngăn cách tất cả khí tức. Trong phòng đương trang trí màu hồng, vừa nhìn là căn phòng bài trí dành riêng cho cô gái. Dịu dàng và ấm áp. Lãnh Thanh Thu nói thẳng, anh cũng không phải là nhân tộc phải không? Vừa nãy nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được. Ít nhất, huyết mạch trong cơ thể của anh không thuần, hơn nữa còn có huyết thống yêu hoàng. Diệp Bắc Minh không bất ngờ, cô cũng không phải loài người. Nhưng cô có hình dáng con người. Chẳng lẽ, cô là yêu tộc? Nhưng khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt của Hạ Nhược Tuyết. Thỏ thành tinh, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Lãnh Thanh Thu tức đến dậm chân, cái gì mà thỏ thành tinh? Tôi cũng có huyết thống yêu hoàng cao quý. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, thôi được, cô gọi tôi đến đấy rốt cuộc muốn nói gì? Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, lên tiếng nói, khi yêu tộc chúng tôi hóa thành hình người, thông thường đều sẽ tìm một con người để tham khảo. Trước khi tôi hóa hình, chưa từng gặp con người nào. Diệp Bắc Minh sững sờ, hiểu ra, cho nên, cô từng gặp Nhược Tuyết. Lãnh Thanh Thu gật đầu, đúng thế, nhưng khi tôi gặp cô A, cô ta đang bị một đám yêu tộc truy giết. Cũng chỉ liếc nhìn qua, chỉ là sau này. Đang định nói tiếp. Anh làm sao thế? Lãnh Thanh Thu kinh ngạc phát hiện đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, tóm chặt cổ tay của cô ta, Nhược Tuyết bị yêu tộc truy giết. Chuyện là thế nào? Ở đâu? Lúc nào? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này người đàn ông trước mặt. Đúng là giống như thú hoang đang nổi giận. Nội tiết tố nam bùng phát. Lãnh Thanh Thu lắc đầu, tôi không biết tại sao cô ta bị yêu tộc truy giết, nhưng cũng đã qua hơn nửa năm rồi. Nửa năm. Trong lòng Diệp Bắc Minh trầm xuống, đã qua thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ Nhược Tuyệt thực sự lành ít dữ nhiều? Không nhịn được hỏi, ở đâu? Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một lúc, lên tiếng, tôi có thể nói với anh địa điểm, cũng có thể đưa anh đến nơi đó. Nhưng bất luận có tìm được Hạ Nhược Tuyết mà anh nói hay không, anh cũng phải theo tôi về thỏ tộc một lần. Diệp Bắc Minh cau mày, về thỏ tộc. Đúng. Lãnh Thanh Thu gật đầu khẳng định, cụ thể là chuyện gì, bây giờ tôi không thể nói với anh. Tôi chỉ có thể nói, chuyện này liên quan đến sống chết tồn vong của thỏ tộc. Tôi đồng ý với cô. Diệp Bắc Minh quyết đoán gật đầu, hai người lập tức rời khỏi phòng, cùng đến đại sảnh tầng 1. Nhanh vây đã xong rồi. Chắc tên nhóc này không phải là yếu sinh lý chứ. Có người lẩm bẩm, Hầu Tử và Thạch Trung Hổ chạy đến. Diệp Bắc Minh nói, chúng ta lập tức lên đường, tiến vào rừng rậm tinh hồn. Ánh mắt của ông ta nhìn sang Trương Thiên Vũ, đặc biệt là kẻ này, bây giờ chúng ta rời khỏi thành thứ 72, tiến vào rừng rậm tinh hồn chắc chắn không phải là lựa chọn thông minh. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được từng đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam khóa chặt anh. Nhưng, anh phải biết hiện giờ Hạ Nhược Tuyết có an toàn không? Không kịp nữa, đi thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cùng Lãnh Thanh Thu trực tiếp đi ra ngoài tử lầu. Thạch Trung Hổ và Hầu Tử nhìn nhau một cái, rồi đi theo sau. Liền sau đó, mấy chục võ giả nối đuôi nhau không hề che đậy đi theo phía sau Diệp Bắc Minh. Đi về bẩm báo với Tông Môn, Diệp Bắc Minh đã rời khỏi Thái Dương Tông,
đang ở thành thứ 72 rừng rậm tinh hồn, một tốp võ giả khác lại mau chóng đi thông báo về tông môn của mình. Xương Chí Tôn đã xuất hiện. Trương Thiên Vũ âm lạnh hạ lệnh, đi theo sát hắn cho. Tôi, cho dù các anh mất mạng cũng không được để mất dấu. Vâng. Mấy thanh niên phía sau đang định đi theo, Ngụy Vô Nhai vội vàng lên tiếng, cậu chủ, tuyệt đối không được. Thực lực của kẻ này cực kỳ khủng bố, hơn nữa trong cơ thể có 148 chiếc xương chí tôn, có thể còn có thủ đoạn kinh thiên khác. Câm miệng. Trương Thiên Vũ quát một tiếng, xương chí tôn. Tôi đang muốn có xương chí tôn. Đi vào rừng rậm tinh hồn, là rồng thì cũng phải cuộn mình lại cho tôi, xương chí tôn trong cơ thể tên nhóc này, tôi lấy chắc rồi. Nói xong trực tiếp đuổi theo ra. Cùng lúc đó, mấy người Diệp Bắc Minh xong ra khỏi thành thứ 72 mà không quay đầu, mau chóng đi sâu vào trong rừng rậm tinh hồn. Đám võ phía sau đi theo từ đằng xa. Giống như rắn độc, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Hai ngày trôi qua, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, nơi này đã là sâu trong rừng rậm tinh hồn, cô Lãnh vẫn không định nói với tôi cô đã. Nhìn thấy Nhược Tuyết ở đâu sao? Trong hai ngày, tổng cộng có mười mấy lượt người ra tay. Chặn đường. Không ai ngoại lệ, đều bị Diệp Bắc Minh tiện tay giết chết. Lãnh Thanh Thu cũng chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, nhả ra một cái tên, Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn. Lúc Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ. Cái gì? Thạch Trung Hổ gật đầu chắc chắn, nơi đó, là ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Bên rừng rậm tỉnh hồn, tuy cũng có rất nhiều yêu thú cường mạnh, nhưng võ giả cảnh giới thần hoàng tiến vào nơi này cũng có thể ngang ngược đi lại. Một khi đến Lưỡng Giới Sơn, thần hoàng cũng có khả năng bỏ mạng. Hầu tử gật đầu mạnh, đúng thế, anh Diệp, tôi đã ở đây một tháng, cũng nghe nói rất nhiều thông tin về Lưỡng Giới Sơn. Ở đó không những là nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn, hơn nữa vì vị trí địa lý đặc biệt của nó, nên có rất nhiều. Yêu tộc xuất hiện. Không phải anh em không tin thực lực của anh, thực sự là quá nguy hiểm. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên khó coi. Lưỡng Giới Sơn càng nguy hiểm, há chẳng phải nói hoàn cảnh hiện giờ của Nhược Tuyết càng khó khăn ư. Đi thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, định tiếp tục xuất phát. Đi, anh muốn đi đâu? Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Chúng tôi đã đuổi theo anh hai ngày hai đêm, theo sau chịu. Hết khổ sởi. Môi trường nơi này cũng không tệ, vắng vẻ ít người, vừa hay làm nơi chôn thân của các người. Vừa dứt lời, Trương Thiên Vũ xuất hiện, không nhiều người lắm. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, bảy người còn lại đều là cảnh giới thân hoàng đỉnh phong trở lên. Có một người trong đó đã bước nửa người vào cảnh giới thần hoàng. Một người mặc áo choàng dài đen xì. Đứng lơ lửng không trung chân cách mặt đất một tấc. Khuôn mặt già vô cùng âm hiểm. Mạc Bỉ Đông. Lúc nhìn thấy kẻ này, Thạch Trung Hổ nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, chủ nhân, nghĩ cách đột phá vòng vây đị. Người này tên là Mạc Bỉ Đông, ba phần đột phá cảnh giới thần hoàng đều thất bại, mặc dù như vậy, ít nhất cũng có thực lực bán bộ thần hoàng. Phong tỏa tất cả đường lui. Mạc tiền bối, ông có thể ra tay rồi. Ánh mắt Mạc Bỉ Đông nhìn sang Diệp Bắc Minh, không biết tại sao ông ta lại có cảm giác nguy hiểm. Dường như mình mới là con mồi, còn thanh niên trước mặt là một con mãnh hổ. Cho nên, Mạc Bỉ Đông hồi lâu vẫn không ra tay. Một lát sau, xệ ủng ông ta hăng giọng phát ra giọng nói khàn khàn, tôi không có con cháu đời sau, không có chút hứng thú nào với xương chí tôn. Hãy nhớ điều kiện mà cậu hứa với tôi. Trương Thiên Vũ gật đầu mạnh, xin tiền bối yên tâm. Chỉ cần có thể giết được hẳn, lấy được tất cả xương chí tôn trong cơ thể hắn. Thần hồn của yêu tộc 10 vạn năm biến hình mà tôi đã hứa với tiền bối, chắc chắn sẽ dâng lên băng cả hai tay. Hãy nhớ lời của cậu. Mạc Bỉ Đông giẫm chân trên không trung, soạt một tiếng lao vút về phía Diệp Bắc Minh như sao bay. Phập! Sóng khí bùng ra, Diệp Bắc Minh bị đánh bay đi tại chỗ, một lúc đập gãy mười mấy cây cổ xưa cao chọc trời. Cuốn lên khói bụi ngút trời. Mấy người Lãnh Thanh Thu, Hầu Tử, Thạch Trung Hổ cũng bị sóng khí đánh bay đi, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Chớp mắt mất đi sức chiến đấu. Thực lực bán bộ thần hoàng, vô cùng khủng bố. Diệp Bắc Minh ôm lồng ngực, cơn đau dữ dội nóng rát, tiểu tháp, đây là sức mạnh của cảnh giới thần hoàng sao? Cho dù chỉ có bán bộ thần hoàng, vẫn khủng bố như vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, cũng may trong cơ thể cậu có xương chí tôn,
lực phòng ngự đã đạt đến một trình độ khủng bê. Nếu là người bình thường, sớm đã bị đánh hóa thành xương máu rồi. Xương Chí Tôn, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Mạc Bỉ Đông cười lạnh lùng lách đầu. Ông ta còn nghĩ, sẽ có một trận chiến đấu khá gay cấn khó khăn. Không ngờ người trước mắt lại không chịu nổi một đòn như vậy. Ha ha ha, nhóc con, mày thực sự không nên rời khỏi thành thứ 72. Nếu tao là mày, cả đời sẽ trốn trong. Đó làm con rùa rụt cổi. Mày tự chạy ra ngoài, không phải là tìm cái chết thì là gì? Trương Thiên Vũ cười đến hoa chân múa tay, sắp có được Xương Chí Tôn rồi, có thể không hưng phấn sao? Anh Diệp, chủ nhân, hầu tử và Thạch Trung Hổ kích động nhìn qua. Lãnh Thanh Thu tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Trương Thiên Vũ mau chóng nhìn qua, khói bụi tiêu tan, một bóng người từ trong đi ra. Chính là Diệp Bắc Minh. Anh ngoại từ áo chỗ lồng ngực bị rách, lộ ra cơ thịt vô cùng rắn chắc, thì giống như người không có việc gì. Làm sao có thể, mày lại chịu được một đòn của bán bộ thần hoàng mà không sao? Trương Thiên Vũ sau một hồi ngạc nhiên, lại hưng phấn hét lớn, ha ha ha, tao biết rồi. Xương Chí Tôn, nhất định là Xương Chí Tôn. Mạc tiền bối, giết hắn đi, mau giết hắn lấy xương. Đôi mắt Mạc Bỉ Đông sầm xuống, lại ra tay lần nữa, xông vút về phía Diệp Bách Minh như sao băng. Đúng lúc ông ta sắp đánh bay Diệp Bắc Minh, một giọng nói băng lạnh vang lên, còn muốn tấn công. Nằm mơ đi. Tay trái Chí Tôn tấn công ra một quyền. 148 chiếc xương Chí Tôn trong cơ thể giống như đã có cảm ứng. Tất cả sức mạnh ngưng tụt phập. Một tiếng vang kinh thiên động địa, Mạc Bỉ Đông chỉ cảm thấy một quyền của mình như đấm lên tấm xả. Cả cánh tay gập khúc, toàn bộ huyết quản bên trên đều vỡ tung. Bay ngược trở lại. Dưới mặt đất lấy chỗ hai người chiến đấu làm trung tâm, một luồng sóng khí như sóng thần ầm ầm nổ tung. Tất cả cây cối trong bán kính trăm mét đều hóa thành bột vụn, một luồng năng lượng khủng bố vút vào mây xanh, đánh tan tất cả tầng mây. Cách mấy trăm dặm, rất hiểu võ gải đuổi theo đến đều ngẩng đầu. Ở hướng đó có người chiến đấu. Đi thôi, chắc chắn có người tìm được Diệp Bắc Minh rồi. Rất nhiều võ giả sáng mắt lên, đều đi về phía Diệp Bắc Minh. Lúc này, Mạc Bỉ Đông nằm dưới đất. Cánh tay phải không ngừng run lên, huyết quản vỡ tung. Máu tươi không ngừng chảy ra, vô cùng đáng sợ. Trong lòng Mạc Bỉ Đông điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cười thú vị, bán bộ thần hoàng. Cũng chỉ vậy thôi. Khuôn mặt già của Mạc Bỉ Đông đỏ bừng, cảm giác giống như bị tát một cái, đau rát. Nhóc con, ở trước mặt một thần hoàng, tốt nhất mày. Nên giữ khiêm tốn, nếu không mày sẽ chết rất khó coi. Mạc Bỉ Đông lạnh lùng uy hiếp. Đồng thời, nhanh chóng trị thương. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, thần hoàng. Rõ ràng là ba lần tăng cấp đều thất bại, ông làm sao dám cho rằng mình là thần hoàng. Vãi! Mạc Bỉ Đông giống như bơm khí ga. Suýt nữa tức đến nổ tung. Giơ tay đập xuống mặt đất, cơ thể bay lên không trung, một chân giẫm không khí. Soạt một tiếng xông đến giống như hỏa tiễn, trong tay. Có thêm một thanh loan đao hình bán nguyệt. Không hề lưu tình chém về phía đỉnh đầu của Diệp Bách Miên Hy. Mày chết đi cho tao. Lúc này, trong đầu vang lên một giọng nói, cậu nhóc, tốc chiến tốc thắng. Một tốp võ giả khác. Ít nhất có ba người cảnh giới thần hoàng đều đang đi về phía bên này. Sắc mặt Diệp Bách Minh sầm xuống. Lòng bàn tay có thêm một thanh trường kiếm màu đen khắc hình rồng nổi. Mạc Bỉ Đông chỉ lướt nhìn một cái, loan đao trong tay vẫn chém xuống vô tình. Choang một tiếng vang lên, loan đao lập tức nổ tung. Đồng tử của Mạc Bỉ Đông co lại, vũ khí của tao là thần khí đỉnh cấp, làm sao có thể vừa đập đã vỡ, mày. Vừa ngẩng đầu. Kiếm càn khôn chấn ngục chém về phía đỉnh đầu của ông tai. Mạc Bỉ Đông vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng lại không kịp. Ông chỉ có thể dùng cánh tay tóm về phía kiếm càn khôn chấn ngục, bị chém mất một cánh tay cũng còn tốt hơn bị chém mất đầu chứ. Đúng lúc bàn tay ông ta tóm chặt kiếm càn khôn chấn ngục, a. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Mày đã hút cạn tinh khí sinh mệnh của ông ta. Rốt cuộc mày là người hay quỷ? Trương Thiên Vũ sợ hãi lùi lại, tay trần đều đang run rẩy. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, chậm rãi đi đến giống như tử thần, cậu Trường đừng sợ, chóng mặt là bình thường, mấy giây là xong. Đừng, ngăn hẳn lại,
tất cả ngăn hẳn lại cho tôi, Trương Thiên Vũ kêu gào điên cuồng như phát điên. Mạc Bỉ Đông đã chết. Hoàn toàn đánh sập lòng tin của Trương Thiên Vũ. Xoạt, xoạt, xoạt ti. Bảy bóng hình nhanh chóng lướt đến, cùng ra tay. Trương Thiên Vũ thấy vậy liền quay người định bỏ chạy. A! À, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết dồn dập, Trương Thiên Vũ không nhịn được quay đầu nhìn. Sợ đến trái tim suýt nổ tung, bảy người cảnh giới thần tôn lại không ngăn được một đường kiếm quỷ dị đó, đã hóa thành bảy cái xác khô. Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất. Hẳn ta đâu? Trong lúc Trương Thiên Vũ nghi hoặc, đồng thời cảm thấy phía trước có khí tức băng lạnh ập đến. Run rẩy quay đầu, trước mắt chính là khuôn mặt như tử thần của Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, đừng, Trương Thiên Vũ sợ hãi quỳ dưới đất. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn. Liền sau đó, Trương Thiên Vũ hoàn toàn hóa thành xác khô. Cảm ơn chủ Na Han, sức mạnh trong cơ thể của mấy kẻ này khá được, mấy ngày tiếp theo tôi không cần ngủ say rồi, giọng một cô gái vang lên. Diệp Bắc Minh cười, cất Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đi. Về đến trước mặt ba người hầu tử, Lãnh Thanh Thu, Thạch Trung Hổ, sau khi trị thương cho họ. Nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Mấy người Diệp Bắc Minh vừa đi khỏi, một đám võ giả đến muộn. Nhìn hiện trường đổ nát, đám người cao mày, đã kết thúc rồi ư. Báo, phát hiện 9 cái xác khô, đi, mau đi xem L9 cái xác khô, xếp hàng thẳng tắp. Các võ giả có mặt đều cao mày. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ, không giận mà uy nghiêm lên tiếng, Kỷ huynh, ông thấy thế nào? Kỷ huynh chắp hai tay sau lưng, cất giọng trầm trọng, nhìn những xác khô này, hình như đã chết mấy chục năm rồi. Nhưng dấu vết chiến đấu gần đây hoàn toàn mới, chắc chắn không quá nửa canh giờ. Chẳng lẽ có người điều khiển những xác khô này chiến đấu? Anh Kỷ giơ tay ra tóm, một luồng sức mạnh vô hình tóm người thanh niên. Vứt hắn sang bên cạnh xác khô, mày vừa nói cái gì? Mày biết những xác khô này? Sắc mặt người thanh niên trắng bệch, trang phục này là của con trai tông chủ Trấn Hồn Tông tôi, nhưng công tử, rõ ràng cậu ấy còn sống lành lặn mà. Hơn nữa cậu ta còn dẫn theo tiền bối Mạc Bỉ Đông cùng truy giết Diệp Bắc Minh, chắc chắn là có người giở trò đùa. Người đàn ông trung niên và anh Kỳ quay sang nhìn nhau một cái. Đôi mắt của hai người cùng tỏa ra một luồng hào quang vàng kim. Lục soát 9 cái xác khô. Suýt, chết vì bị hút hết tinh khí sinh mệnh, thủ đoạn thật khủng bối. Chẳng lẽ có yêu tộc vượt qua lưỡng giới sơn, xương chí tôn trong cơ thể Diệp Bắc Minh thì sao? Nói không chừng đã bị yêu tộc đưa đi. Bất luận thế nào xương chí tôn nhất định không được rơi vào tay yêu tộc, đi. Đến lưỡng giới sơn trước đã. Hai người gần như đồng thanh nói, lúc bay ra ngoài, đồng thời bổ sung một câu với người thanh niên. Về nói với tông chủ nhà cậu, công tử của các người đã chết rồi. Cái gì? Người thanh niên chân mềm nhũn, trượt mông ngồi xuống đất. Đại điện Trấn Hồn Tông, một đám trưởng lão ngồi trên ghế thái sư đang bàn bạc. Lên nay các thế lực lớn đều đang dõi theo Thái Dương Tông, tông chủ Thái Dương Tông rốt cuộc có lai lịch thế nào? Không chỉ bá đạo thần hoàng truy giết hắn, dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn. Lại còn được 10 thần hoàng chúc mừng. Bất kể tên nhóc này có lai lịch thế nào, chúng ta nhất định phải lấy được số xương chí tôn đó. Hơn 100 chiếc xương chí tôn đấy, cho dù Trấn Hồn Tông chúng ta chỉ có thể lấy được một nửa, tương lai. Cũng có thể có mấy chục thần hoàng. Lời vừa được nói ra, khuôn mặt già của tất cả mọi người kích động đến đỏ bừng. Mấy chục thần hoàng, có nghĩa là gì chứ? Cho dù là điện thần hoàng cũng không có nhiều thần hoàng như vậy. Tông chủ. Vậy chúng ta còn đợi cái gì? Chỗ cao nhất trên đại điện, một người đàn ông trung niên nho nhã ngồi yên tĩnh. Không biết tại sao hôm nay mí mắt của ông ta cứ giật suốt, dường như có dấu hiệu gì đó. Mọi người liền trầm mặc, đúng là thiếu một lý do. Bỗng nhiên, bù, chiếc nhãn chữ vật của tông chủ Trấn Hồn Tông sáng lên, ngón tay ông ta búng ta. Một miếng ngọc bội bay ra, bên trong truyền ra giọng nói run run, thưa. Thưa tông chủ, xảy ra chuyện lớn gì? Tông chủ Trấn Hồn Tông cau mày, có chuyện gì? Thiếu tông chủ đã bỏ mạng ở rừng rậm tinh hồn. Cậu nói cái gì? Khuôn mặt của tông chủ Trấn Hồn Tông liền dữ tợn, khí tức vốn hiền hòa đều biến mất. Điên cuồng gào thét, con trai tôi chết rồi. Làm sao có thể? Ai dám giết nó?
Chẳng lẽ kẻ giết nó không biết nó là thiếu tông chủ của Trấn Hồn Tông sao? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc? Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Trong ngọc bội truyền ra giọng nói kinh hát, không không không. Không phải yêu tộc, là một người thanh niên tên là Diệp Bắc Minh. Nghe họ nói, kẻ này là tông chủ mới của Thái Dương Tông. Cả đại điện Trấn Hồn Tông tĩnh lặng như cái chết. Mấy chục trưởng lão quay sang nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Một ông lão mặc áo choàng xám tiến lên kích động nói, chúc mừng tông chủ, lập này có lý do rồi. Chúc mừng. Tông chủ Trấn Hồn Tông tức đến suýt thổ huyết, giơ tay. Tát bay ông lão mặc áo choàng xám, ông cảm thấy đây là chuyện đáng mừng với bản tông chủ hả? Không không không, thiếu tông chủ đại nghĩa. Ông lão mặc áo choàng xám vội lắc đầu, chúng tôi thực sự là không có lý do để ra tay, thiếu tông chủ lấy tính mạng của mình để cho chúng ta một lý do. Thiếu tông chủ đại nghĩa. Thiếu tông chủ đại nghĩa. Mọi người phản ứng lại, tất cả đầu hô vang. Sắc mặt tông chủ Trấn Hồn Tông tái xanh, tức giận gầm một tiếng xông ra khỏi đại điện, đi, đi vào rừng rậm tinh hồn, tôi phải giết chết tên nhóc đó. Cô gọi nơi này là núi hả? Nhìn dãy núi màu đen trước mắt nhô lên khỏi đất, đỉnh núi biến mất sâu trong tầng mây. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, ai từng thấy núi cao mấy chục vạn mét. Đúng là một bức tường đặt ngang phía trước. Lãnh Thanh Thu cười nói, núi này là do nhân vật lớn hàng đầu của nhân tộc thượng cổ và yêu tộc liên thủ tạo nên. Nó dùng để vạch rõ ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Anh nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu, cô chắc chắn Nhược Tuyết ở đây chứ? Lãnh Thanh Thu lắc đầu, tôi không chắc chắn. Cô lừa tôi, Diệp Bắc Minh nheo mắt, trong lòng nổi lên sát ý. Lãnh Thanh Thu không vui nói, làm ơn mắc oán, tôi chỉ nói với anh là tôi từng thấy một cô gái loài người. Hơn nữa tôi hóa thành hình người theo dáng vẻ của cô A, tôi không biết cô ta có phải là Nhược Tuyết mà anh nói không. Diệp Bắc Minh dần thu lại sát ý trong lòng. Ngẩng đầu nhìn Lưỡng Giới Sơn, nói đi, cô nhìn thấy cô ấy ở chỗ nào? Đi theo tôi. Lãnh Thanh Thu bước ra một bước, trực tiếp tiến vào Lưỡng Giới Sơn. Diệp Bắc Minh, Thạch Trung Hổ, Hầu Tử đi theo. Nửa canh giờ sau, Lãnh Thanh Thu dừng lại, chỉ vào một bãi đất trống, đó, chính là chỗ này. Lúc đó tôi vừa hay đi qua, thì nhìn thấy cô gái đó bị một đám yêu tộc truy giết, bắt cô ta giao ra thứ gì đó. Cuối cùng, cô gái đó đi về phía đỉnh núi. Diệp Bắc Minh đi lên trước. Xung quanh vô cùng rộng lớn, đúng là có dấu vết chiến đấu. Anh tìm kiếm kỹ càng, phát hiện ra một chiếc kẹp tóc màu xanh trong đống đổ nát chiến đấu. Nhược Tuyết, đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Hầu Tử ghé lại xem, vãi. Chiếc kẹp tóc nhựa này vừa nhìn là biết là đồ của xã hội hiện đại. Cô Hạ đã từng đến nơi này thật. Diệp Bắc Minh kích động, đồng thời sắc mặt trầm xuống, đã một tháng trôi qua, không chừng Nhược Tuyết thực sự lành ít dữ nhiều rồi. Năm ngón tay co lại nắm chặt kẹp tóc. Cuối cùng cô ấy đi về hướng nào? Hướng đỉnh núi. Lãnh Thanh Thu chỉ vào một con đường lên núi. Diệp Bắc Minh không hề do dự xông lên, Lãnh Thanh Thu vội gọi lớn theo sau, này. Anh đừng kích động, trên núi này. Khắp nơi đều là trận pháp. Chỉ không lưu ý một chút thì có thể vạn kiếp không hồi sinh, anh cứ lao đi hư vậy chẳng khác gì đi nộp mạng. Liền sau đó, quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng lại. Diệp Bắc Minh không nói gì. Bình tĩnh nhìn phía trước. Đột nhiên, anh đá một hòn đá. Ầm. Đường núi vốn yên ả phía trước liền chấn rung, một trận pháp nhỏ đường kính mười mấy mét bỗng khởi động. Trên đường núi nhỏ hẹp bỗng lóe lên vô số đường kiếm khí, xé rách không khí, lộ ra không gian màu đen. Suýt, Thạch Trung Hổ hít khí lạnh, khuôn mặt già hơi trắng bệch, kiếm ý thật đáng sợ, có thể giết chết thần tôn. Hơn nữa trước khi kiếm trận này khởi động lại không có dấu hiệu gì, nếu là tôi sợ rằng đã trúng chiêu rồi. Hầu Tử nuốt nước miếng, An Diệp, nơi nguy hiểm thế này, chúng ta đi đường vòng đi. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, không sao. Liền sau đó, tiện tay điểm một cái, một đường kiếm khí bản ra rơi vào chỗ nào đó trên đường núi. Sau gió, Diệp Bắc Minh trực tiếp đi về phía kiếm trận. Lãnh Thanh Thu sợ giật mình, này, anh đừng nộp. Một chữ chết, còn chưa ra khỏi miệng, một cảnh không thể tin nổi diễn ra. Diệp Bắc Minh bước vào phạm vi kiếm trận lại không khởi động. Chỉ có một khả năng, trận này đã bị phá.
chẳng lẽ vừa nãy anh ta điểm tay một cái, thì đã phá được kiếm trận này? Làm sao có thể? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên há hốc cái miệng nhỏ. Thạch Trung Hổ ánh mắt rực lửa, trong lòng kêu gào, vãi. Chủ nhân không chỉ y võ song toàn, mà còn tinh thông trận pháp. Mẹ kiếp, lão nhặt được vật báu rồi. Lúc này, phía trước vang lên giọng của Diệp Bắc Minh, các người còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo đi. Ba người nhanh chóng đi theo. Trên đường, Diệp Bắc Minh lúc thì đi lúc thì dừng, không. Ngừng phá trận pháp. Có tháp càn khôn chấn ngục âm thầm tìm kiếm, lưỡng giới sơn nguy hiểm trùng trùng với người khác, đúng là như vùng đất băng. Lãnh Thanh Thu càng đi càng kinh hồn bạt vía, trời ơi! Đã trèo mấy chục ngàn mét rồi, vậy mà không có trận pháp nào kích hoạt, rốt cuộc anh chàng này có lai lịch thế nào? Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lam mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Chiếc váy dài trắng tinh cũng nhuốm màu đỏ máu. Một tháng nay, cô ấy lợi dụng trận pháp của lưỡng giới sơn mới có thể quần nhau với đám yêu tộc trước mặt này. Hiện giờ cô ấy đã tiêu hao hết đan dược mang theo. Thể lực cùng gần như cạn kiệt. Giết! Bảy con yêu tộc mặt mày dữ tợn, cùng tấn công từ ba hướng. Hạ Nhược Tuyết cắn đầu lưỡi, cố gắng ép ra một giọt máu tiên hy. Tay cầm trường kiếm vung lên, liên tục chém ra ba đường kiếm khí băng lạnh, ba con yêu tộc tấn công chính diện tạm thời lùi lại né tránh. Hai con yêu tộc bên trái tìm được sơ hở sông lê. Hạ Nhược Tuyết quay người đẹp mắt, tay cầm trường kiếm lên chặn. Choang, một tiếng giòn tan, cả người và kiếm bị đánh bay. Hai con yêu tộc xông ra phía sau giơ móng vuốt sắc nhọn cào mạnh. Xoẹt, máu thịt bên hông Hạ Nhược Tuyết bị cào rách, lộ ra xương trắng, không còn tia máu tươi nào chảy ra. Cơ thể phập một tiếng nặng nề ngã xuống đất. Giết! Bảy con yêu tộc vây lên với đôi mắt đầy máu, Hạ Nhược Tuyết không còn sức lực kháng cự. Đáng tiếc, vẫn không thể gặp được Bắc Minh. Thôi vậy, nếu có duyên kiếp sau gặp lại. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt đợi chết. Bỗng nhiên, gru, tiếng rồng gầm vang lên. Sau đó, tiếng cơ thể nổ tung vang lên. A, mày là ai? Phụt, phụt, phụt. Lại có tiếng mấy cơ thể nổ tung vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hạ Nhược Tuyết vẫn nhắm mắt, mí mắt run run, cảm giác thật thân thuộc. Chẳng lẽ là anh ấy? Em có thể mở mắt rồi. À, cơ thể Hạ Nhược Tuyết run lên, mở đôi mắt vừa hay là khuôn mặt luôn khao khát nhớ đến, đáng chết. Quả nhiên là anh, hu hu hu, sao anh lại ở đây? Em còn tưởng anh không cần em nữa. Hu ha hu, rồi lao vào lòng Diệp Bắc Minh. Dúi mạnh lên vai của anh. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Ôm chặt Hạ Nhược Tuyết, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Anh từng tìm em, nhưng mãi không tìm thấy. Có điều ông trời không bạc với anh, không ngờ chúng a còn có thể gặp nhau ở thần giới. Nếu không tìm được em, anh cũng định về thế giới tam thiên, trở về huyền giới, lật tung ở trời đất tìm y mồ. Hả? Hạ Nhược Tuyết ngẩn người, buông Diệp Bắc Minh ra. Quỷ dị nhìn xung quanh, nơi này là thần giới ư? Diệp Bắc Minh nhìn đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết, nghi hoặc sao thế? Em không biết ư? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, em không biết, sao em lại đến thần giới rồi? Em không biết làm sao mình đến thần giới ư? Diệp Bắc Minh cau mày. Hạ Nhược Tuyết giải thích, ban đầu em rời đi, là vì sư phụ em Vạn Đạo Kiếm Chủ có một di nguyện. Ông ấy hy vọng em sẽ phát huy làm rạng rỡ truyền thừa của ông ấy, nên trước khi chết đã để lại một bản đồ trong não hải của em. Đó là một di tích, hồi còn trẻ sư phụ từng đến đó. Sau khi em tìm được di tích đó, cũng tiến vào thành công. Ai ngờ sau khi tiến vào thì không ra được, bên trong tự có một không gian, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu. Em liền không ngừng nâng cao cảnh giới, có lẽ đột phá mấy chục lần. Cái gì? Diệp Bắc Minh cũng thộn người, đột phá mấy chục lần. Thế bây giờ em có cảnh giới gì? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, em cũng không biết. Em không biết phân chia cảnh giới phía sau thế nào. Em ở trong di tích đó không ra, chỉ có thể không ngừng tu luyện, nghĩ có một ngày đến cảnh giới cao hơn chắc có thể rời đi. Cho đến một ngày, sau khi em đột phá, bầu trời đột nhiên xuất hiện thiên lôi. Sau khi em vượt qua thiên lôi, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian, khi em phản ứng lại thì đã xuất hiện dưới chân núi này. Kết quả, đám yêu tộc đó bỗng đuổi giết em, còn muốn em giao ra thứ gì đó. Kết hết xong một lượt.
Diệp Bắc Minh vẫn trong trạng thái sửng sốt. Vãi! Thạch Trung Hổ đi đi lại lại, kích động đến toàn thân run rẩy. Sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn sang Thạch Trung Hổ. Đôi mắt đẹp của Lãnh Thanh Thu ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết. Thạch Trung Hổ giải thích với sắc mặt kích động, chủ nhân, có biết tại sao bây giờ người ở hạ giới tiến vào thần giới phải trải qua thần giáng tuyển chọn không? Tại sao? Diệp Bắc Minh hỏi. Sắc mặt Thạch Trung Hổ nghiêm trọng, vì nếu không tiến hành thần giáng tuyển chọn, người của hạ giới vốn không thể tiến vào thần giới. Nhưng, nghe nói rất nhiều năm trước người của hạ giới không cần trải qua thần giáng tuyển chọn nữa. Chỉ cần có đủ cảnh giới, có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiến vào thần giới. Hơn nữa những người thông qua con đường phi thăng tiến vào thần giới, đều được pháp tắc thần giới công nhận. Loại người này tu võ một ngày ngàn dặm. Nói cách khác, chủ nhân, thiên phú của cô hạ có thể còn khủng bố hơn cậu. Nói xong, Thạch Trung Hổ nhìn Hạ Nhược Tuyết với ánh mắt đấu kỵ. Diệp Bắc Minh hỏi, tiểu tháp, ông ta nói có thật không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng thế. Sau cuộc chiến đó, pháp tắc thần giới sụp đổi. Đã ảnh hưởng đến người của hạ giới phi thăng, hơn nữa bản tháp còn phát hiện tòa lưỡng giới sơn này rất có thể là chiến trường của cuộc chiến năm đó. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nhướng mày, thật hay đùa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, ban đầu bản tháp cũng nghi ngờ, sau này tiến vào phạm vi lưỡng. Giới sơn. Khi bản tháp muốn tìm kiếm tung tích của cô hạ, lại không tìm được, nên đã nảy sinh nghi ngờ. Đỉnh lưỡng giới sơn chắc chắn là chiến trường đó. Diệp Bắc Minh nheo mắt, nói như vậy, chúng ta còn phải lên đỉnh núi xem rồi. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói. Diệp Tông chủ thật có thủ đoạn đấy, chúng tôi cả đường đuổi theo, cậu lại có thể chạy đến lưỡng giới sơn. Vừa dứt lời, một đám người khí tức khủng bố xuất hiện phía xô chậm rãi đi lên đài dành cho mọi người nghỉ chân. Chính là người đàn ông mặt chữ điền và anh kỳ, cảnh giới thần hoàng. Thứ nhất, nhãn tông chủ của Thái Dương Tông. Thứ hai, tất cả xương chí tôn trong cơ thể Diệp Tông chủ. Chỉ cần Diệp Tông chủ giao ra hai thứ này, chúng tôi lập tức bỏ đi, bảo đảm sẽ không làm hại đến một cọng lông của Diệp Tông chủ và bạn bè cậu. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nếu tôi không đưa thì sao? Người đàn ông mặt chữ điền cười, không dưa, chúng tôi tự lấy vậy. Có điều Diệp Tông chủ, cậu phải biết, xương đã dung hợp xong mà bị moi ra từng cái một. Thì rất đau đấy. Lời vừa được nói ra. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng phát ra sát ý băng lạnh, tiểu tháp, chuẩn bị giết hai người này bất cứ lúc nào. Đang chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên, vạn hóa nguyên, kỷ sinh, tốc độ của hai lão già các ông cũng. Nhanh thật đấy. Ngày đó ở ngoài Thái Dương Tông, hai ông âm thầm không dám ra tay. Hôm nay lại đuổi đến lưỡng giới sơn. Các ông nghĩ chạy đến trước tôi thì có thể lấy được cái đầu của kẻ này sao? Mạng của hắn, chỉ có tôi có thể lấy. Liền sau đó, một người đàn ông có khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện. Cả người như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, con mắt lạnh như băng lướt nhìn người đàn ông mặt chữ điền và anh kỳ rồi. Lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Bá đạo thần hoàng độc cô bá đạo, lại thêm một thần hoàng. Thạch Trung Hổ sợ đến run rẩy. Vẻ mặt của người đàn ông mặt chữ điền vạn hóa nguyên và kỷ sinh khẽ biến sắc. Diệp Bắc Minh, mày nộp mạng ra đây. Còn chưa đợi hai người lên tiếng, lại một giọng nói vang lên, kẻ độc ác như vậy, không những giết con trai tao. Còn khiến nó thần hồn tiêu tan, Diệp Bắc Minh, cho dù mày chết một vạn lần cũng không đủ. Một đám người mau chóng xông đến, người nào cũng mang theo sát khí kinh thiên. Đặc biệt là người đàn ông dẫn đầu càng suýt nữa lồi cả con mắt. Vừa dứt lời, phía sau đám người Chấn Hồn Tông lại vang lên một giọng nói khàn khàn. Các vị đầu ở đây à, xem ra hôm nay nơi này thật náo nhiệt đồng vui. Một luồng khí tức như thú hoàng ập đến, tất cả mọi người kinh ngạc, là ai? Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh, Bá Đạo Thần Hoàng, bốn người Chấn Hồn Tông gần như quay đầu cùng lúc. Chỉ thấy, một ông lão mặc áo choàng xanh cùng mấy chục người theo sau đi đến, lão Phu Thanh Huyền Tử. Quốc sư của thần quốc Đại Ngụy, Thanh Huyền Tử. Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh quay sang nhìn nhau, bất giác lùi lại nửa bước. Vẻ mặt của tông chủ Chấn Hồn Tông sầm xuống. Trên khuôn mặt của Bá Đạo Thần Hoàng cũng phải lóe lên vẻ kiêng sợi. Thanh Huyền Tử thản nhiên gật đầu, là tôi. Sau đó,
Con mắt như chim ưng nhìn sang Diệp Bắc Minh, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Thế thì đã làm sao? Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên. Sát ý trên người Thanh Huyền Tử bùng phát, chính cậu đã giết Thái tử thần quốc tôi, lại cướp đi kiếm Long Đạo thần khí trấn quốc. Lập tức giao ra kiếm Long Đạo, sau đó quỳ xuống chịu chết. Bản quốc sư đồng ý cho cậu và chín đời nhà cậu được chết toàn thây. Lãnh Thanh Thu cũng phải thộn người, này, rốt cuộc anh đã gây ra họa gì? Sao chọc vào nhiều cường giả cảnh giới thần hoàng như vậy? Thạch Trung Hổ sợ đến không ngừng run lên, chết rồi, lần này chết thật rồi. Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên, tôi thấy hay là ông quỳ xuống trước đi. Tránh để tôi ra tay, ông còn chẳng có tư cách giữ toàn thây. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, tôi xem là cậu cứng miệng hay là thủ đoạn của bản tọa cứng hơn. Sắc mặt Thanh Huyền Tử âm sầm, uy áp phá thiên nổi lên bừng bừng, chết đi cho tôi. Trong phút chốc, đại địa dưới chân chấn rung dữ dội. Mặt đất ầm ầm nứt nẻ. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng, nhưng mức độ nguy hiểm rất lớn. Trong lúc bản tháp ra tay, có thể giết hai cảnh giới thần hoàng. Xét từ độ mạnh cơ thể của cậu, cần khoảng thời gian một hơi thở mới có thể ra tay lần thứ hai. Lần thứ hai ra tay vẫn có thể giết được hai cảnh giới thần hoàng, nhưng vẫn còn lại một người. Giữa hai lần một khi xảy ra sai sót, cảnh giới thần hoàng cũng có thể phản ứng lại giết cậu. Cho dù không thể giết chết cậu ngay, cũng có thể quay người bỏ chạy. Một khi có người tháo chạy, bản tháp chắc chắn sẽ bị lộ. Đến cảnh giới thần hoàng chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp, thân phận của bản tháp cũng sẽ bại lộ theo. Diệp Bắc Minh cau mày, xác suất là bao nhiêu? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tỷ lệ giết hai người, ba người bỏ chạy là 1/3. Tỷ lệ giết bốn người, một người tháo chạy là 1/3. Tỷ lệ giết năm người, không còn ai sống sót là 1/3. Vậy thì cược đi, Diệp Bắc Minh căn răng, đang định ra tay. Khoan đãi. Độc Cô Bá Đạo bước ra một bước, lại giúp Diệp Bắc Minh chặn đồ long tấn công đến. Dậm chân, hai con đồ long lập tức tan vỡ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Độc Cô Bá Đạo lại ra tay giúp anh. Sắc mặt Thanh Huyền Tử lạnh lùng, Độc Cô Bá Đạo, ông có ý gì? Muốn đối đầu với thần quốc đại ngụy tôi hả? Độc Cô Bá Đạo không hề sợ hãi, cười lạnh lùng, con trai tôi chết trong tay tên xúc sinh này, chỉ có tôi mới được lấy mạng của hắn. Với ông ta, hôm nay giết Diệp Bắc Minh đơn giản giống như giết một con kiến. Ông ta hận Diệp Bắc Minh thấu xương, hận không thể ăn thịt anh. Thậm chí đến mức không đích thân hành hạ Diệp Bắc Minh đến chết, thì không thể thông suốt được. Sẽ ảnh hưởng đến con đường võ đạo sau này, cho nên, Diệp Bắc Minh chỉ có thể chết trong tay ông tan. Thanh Huyền Tử cười lạnh lùng, tôi cứ muốn lấy mạng của hắn đấy, ông có thể ngăn cản tôi không? Vậy thì thử xem, trong con mắt của Độc Cô Bá Đạo nổi lên sát ý, giết đi. Thanh Huyền Tử quát một tiếng, cơ thể xông về phía Diệp Bắc Minh giống như sao băng. Độc Cô Bá Đạo đuổi theo lên, tấn công mạnh một quyền. Không khí chấn rung, sức mạnh pháp tắc sôi trào bùng bùng. Cút ra! Thanh Huyền Tử gào thét một tiếng, một chưởng kèm theo sức mạnh pháp tắc đập đến. Choang, một tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng khủng bố bùng phát ra. Diệp Bắc Minh không hề do dự, quay người đi lên đỉnh núi. Các người đừng đánh nữa. Tông chủ Trấn Hồn Tông sắc mặt đen xì, còn đánh nữa, tên xúc sinh đó chạy mất đấy. Thanh Huyền Tử và Độc Cô Bá Đạo mới lạnh lùng hừ một tiếng dừng tay, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi, chỉ cần chúng ta canh giữ con đường xuống núi, đồng thời tìm kiếm. Lên đỉnh núi thì tên nhóc này không chạy thoát được. Trên lưỡng giới sơn khắp chỗ đều là trận pháp, họ không chạy nhanh được, đuổi theo. Diệp Bắc Minh dẫn mọi người vừa xông đi được mấy trăm mét. Thạch Trung Hổ quay đầu nhìn, kêu lớn, chủ nhân, họ đuổi lên rồi. Đừng quay đầu nhìn, đi theo bước chân của tôi. Diệp Bắc Minh không quay đầu, thần ma chỉ nhãn giữa đôi lông mày hiện lên. Lúc này, trong tầm nhìn của anh, các loại phù văn trận pháp đều ở trước mắt, Nhược Tuyết, Hầu Tử, tuyệt đối đừng đi nhầm, theo sát mỗi một bước của tôi. Được. Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử cùng gật đầu. Lãnh Thanh Thu hơi bực mình, này, anh chỉ biết chăm sóc người mình, không lo cho tôi hả? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nếu cô không theo kịp, tốt nhất là bị trận pháp ở đây giết. Nếu không rơi vào trong tay đám người đó, tôi không dám bảo đảm cô sẽ có kết cục thế nào đâu. Anh,
Lãnh Thanh Thu tức dậm chân. Không dám chậm trễ, theo sát phía sau Diệp Bắc Minh. Phía sau, rõ ràng năm thần hoàng chỉ cách mấy trăm mét, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp được. Vì mỗi khoảng cách mấy chục mét đều có một tòa trận pháp kích hoạt chặn bọn họ. Năm thần hoàng ra tay, những trận pháp này vốn không ngăn cản được. Nhưng lại làm chậm tốc độ truy giết của họ. Tông chủ Trấn Hồn Tông sắc mặt đen xì, đáng chết. Rốt cuộc tên nhóc này là thế nào? Hẳn lại có thể vòng qua những trận pháp này, chẳng lẽ tên nhóc này là thiên tài tỉnh thông trận pháp? Thanh Huyền Tử cất giọng lạnh như băng, có phải thiên tài không, bắt lại tra hỏi là biết. Càng đi lên trên, sức mạnh của trận pháp càng lớn, phá giải cũng khó hơn. Lão Phu không tin, hắn có thể tránh được tất cả trận pháp một cách hoàn hảo. Sấm chớp đùng đùng, giống như ngày tận thế. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, từ sau khi tiến vào thần giới. Nghĩa địa hỗn độn đã rất lâu không phản ứng rồi. Liền sau đó, giọng của Hiên Viên Hoàng Đế vang lên, cậu nhóc Diệp, đây là nơi nào? Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, tiền bối, tôi đang định hỏi ông đấy. Rõ ràng nghĩa địa hỗn độn đang yên đang lành, sao đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ, rốt cuộc là thế nào? Hiên Viên Hoàng Đế trả lời, tôi cũng không biết, thần hồn của tôi vốn hư yếu, vẫn luôn chìm trong giấc ngủ sâu. Ngay vừa nấy, tôi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bây giờ cậu đang ở đâu? Diệp Bắc Minh trả lời, trên lưỡng giới sơn, rừng rậm tinh hồn của thần giới. Cái gì, cậu ở lưỡng giới sơn? Giọng của Hiên Viên Hoàng Đế hơi ngạc nhiên, phần nhiều là kích động. Diệp Bắc Minh phát hiện ra điều này, mau chóng hỏi, tiền bối, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ tất cả đều là ý trời? Hiên Viên Hoàng Đế tự lẩm bẩm, một lát sau mới định thần lại, cậu nhóc Diệp, bây giờ cho dù thế nào cậu nhất định phải trèo lên đỉnh núi của lưỡng giới sơn. Tại sao? Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc. Hiên Viên Hoàng Đế hít sâu một hơi, bia mộ lóe sáng mấy cái, đừng hỏi trước, tất cả đợi cậu trèo lên đỉnh lưỡng giới sơn thì sẽ hiểu. Đúng rồi, tình hình tên nhóc cậu dạo này thế nào? Lại âm thầm đến thần giới, còn chạy đến lưỡng giới sơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với tôi xem. Diệp Bắc Minh một công đôi việc, vừa dẫn mọi người đi xuyên qua các loại trận pháp ẩn giấu. Vừa kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây cho Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế nghe xong mà kinh ngạc, tên nhóc cậu lại có được 148 chiếc xương chí tôn. Hơn nữa còn dung hợp chúng vào trong cơ thể. Đúng thế. Ý trời, đúng là ý trời. Hiên Viên Hoàng Đế vô cùng kích động. Trên không trung cả nghĩa địa hỗn độn sấm chớp ầm ầm, một vùng chấn động. Thậm chí ngay cả trái tim của Diệp Bắc Minh cũng đập điên cuồng theo, máu tươi sôi sục. Tiền bối, sao thế? Đúng thế. Hiên Viên Hoàng Đế nói một cách chắc chắn, chính là 148 vị đại năng thượng cổ, hơn nữa năm đó tôi từng lên đến đỉnh của lưỡng giới sơn. Ở lối vào đỉnh núi có một lôi trì. Trong lôi trì có lượng lớn dịch lôi kiếp, cậu nhóc, nếu tôi đoán không nhầm, tuy cậu đã dung hợp xương chí tôn, nhưng không thể phát huy hết sức mạnh của xương chí tôn phải không? Diệp Bắc Minh càng kinh ngạc hơn, tiền bối, sao ông biết? Hiên Viên Hoàng Đế lên tiếng, nói thừa ít thôi. Dịch lôi kiếp có thể giúp cậu hoàn toàn dung hợp xương chí tôn. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi lên đi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động. Được. Thần niệm của anh ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, điên cuồng vượt qua hết trận pháp này đến trận pháp khác, đi về phía đỉnh núi của lưỡng giới sơn. Sao tốc độ của tên nhóc này càng lúc càng nhanh thế? Chuyện gì vậy? Làm sao hắn có thể tránh được tất cả trận pháp một cách hoàn hảo? Ai nói với tôi rốt cuộc là thế nào không? Đám người đi theo phía sau phát hiện, lại bị Diệp Bắc Minh bỏ lại càng lúc càng san. Diệp Bắc Minh thứ nhất, Hạ Nhược Tuyết thứ hai, Hầu Tử thứ ba, Thạch Trung Hổ thứ tư. Lãnh Thanh Thu đi theo thứ năm càng lúc càng chấn kinh, rốt cuộc anh ta là người hay quỷ? Tuy mình là yêu tộc, sao anh ta còn giống yêu nghiệt hơn cả mình? Thạch Tiền Bối, chủ nhân nhà ông rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lãnh Thanh Thu cũng không nhịn được hỏi. Thạch Trung Hổ lắc đầu, cười khổ một tiếng, cô Lãnh, tôi quen chủ nhân nhà tôi chỉ sớm hơn cô một hai ngày. Cho nên, tôi cũng không hiểu lắm. Cái gì? Lãnh Thanh Thu thộn mặt, ông quen anh ta chỉ mấy ngày, đường đường cảnh giới thần tôn đỉnh phong lại nhận anh ta làm chủ nhân. Lý do là gì? Thạch Trung Hổ dừng lại,
chỉ vào trận pháp dưới chân, dựa vào thủ đoạn của chủ nhân, lý do này đủ chưa? Lãnh Thanh Thu nuốt nước miếng, gật đầu theo bản năng, đủ rồi. Một canh giờ sau, cuối cùng Diệp Bắc Minh vượt qua trận pháp cuối cùng, đến đỉnh núi của Lưỡng Giới Sơn. Cả quá trình này lại không động chạm đến một trận pháp. Nào, đúng là nghịch thiên. Nơi này chính là đỉnh của Lưỡng Giới Sơn sao? Trông có vẻ chẳng có gì khác biệt. Diệp Bắc Minh nhìn cô ấy, kỳ lạ thế nào? Hạ Nhược Tuyết nói ra nghi hoặc của mình, đỉnh núi cao thế này lại không có chút gió nào. Cô ấy giật ra một sợi tóc, giơ giữa không trung rồi buông tay. Chậm rãi rơi xuống. Hầu tử gật đầu theo, đúng thế, độ cao thế này, theo lý thì phải có gió rất lớn. Sao lại không có chút gió nào? Mau nhìn xem, đó là cái gì, Thạch Trung Hổ chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, cách mấy trăm mét, một khu vực không có tuyết. Thậm chí trong không khí có chút sấm sét lóe lên. Mấy người đi đến gần, Lãnh Thanh Thu vô cùng vui mừng, a à, là dịch lôi kiếp. Vãi, dịch lôi kiếp, lại có nhiều như vậy, Thạch Trung Hổ kích động suýt nhảy lên. Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử mặt đầy nghỉ hoặc, dịch lôi kiếp là gì? Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. E rằng đây là lôi trì mà tiền bối Hiên Viên nói. Thạch Trung Hổ nhìn Diệp Bắc Minh một cái, lập tức giải thích, chủ nhân. Dịch lôi kiếp vô dụng quý giá. Chỉ có người cảnh giới thần hoàng trở lên độ kiếp, mới có thể chất lấy dược một giọt từ trong thiên lôi. Dịch lôi kiếp tinh lọc cơ thể cho võ giả, cải thiện căn cốt, rửa kinh mạch tẩy tủy cho võ giả. Nơi này lại có một bể dịch lôi kiếp, giá trị của số dịch lôi kiếp này đủ để các thế lực đó tranh cướp vỡ đầu. Vừa dứt lời, bóng hình Lãnh Thanh Thu vụt đi, không đợi được đi vào lôi trì. Âm ầm. Lôi trì bỗng nhiên chấn rung, tuy chỉ có một mét, lại gào thét như sóng thần. Một đường sét to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, đập mạnh lên người Lãnh Thanh Thu. A! À, Lãnh Thanh Thu kêu thảm một tiếng, lại bị đánh về nguyên hình. Một mùi lông thỏ cháy khét tỏa dai. Vãi, thỏ tinh! Hầu tử sợ giật mình. Thạch Trung Hổ chừng mở to con mắt, cô là yêu tộc. Lúc này, Lãnh Thanh Thu nằm trong phạm vi lôi trì. Đường sét đánh thứ hai ngưng tụ thành hình dáng lên người Lãnh Thanh Thu. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây sao? Toàn thân Lãnh Thanh Thu không có sức lực, trong đôi mắt đẹp là sự tuyệt vọng. Đấm một đường kiếm ra với lôi điện, khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, toàn bộ lôi điện lại chui vào trong trường kiếm màu đen. A, à, anh không sợ chết hả? Lãnh Thanh Thu nhìn thấy Diệp Bắc Minh cứu mình, đôi mắt rung động. Đừng nói gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Kiếm càn khôn chấn ngục trong tay run lên. Hấp thu tất cả sức mạnh lôi điện. Nhân lúc đợt lôi điện thứ ba ngưng tụ, nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi phạm vi lôi trì. Lãnh Thanh Thu sợ hãi, có nhịn cơn đau nhìn Diệp Bắc Minh, cảm ơn anh Diệp đã cứu mạng. Diệp Bắc Minh lướt nhìn cô ta một cái, đừng thấy bảo. Bối thì muốn lao vào, cô phải có cái mạng để lấy. Hạ Nhược Tuyết cau mày, Bắc Minh, phạm vi lôi trì rất lớn, chặn đường đi của chúng ta. Nếu không nghĩ cách đi vòng qua, người phía sau sắp đuổi lên đến nơi rồi. Đúng thế, anh Diệp, có cách đi vòng qua không? Hầu tử hỏi. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, tôi phải hấp thụ dịch lôi kiếp bằng cách nào? Tháp Càn Khôn chấn ngục cười, có bản tháp ở đây, cậu nhảy vào lôi trì là được. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bất chấp ánh mắt sợ hãi của mọi người. Bước ra một bước, lại thực sự nhảy vào trong lôi trì. Ầm ầm. Trong tích tắc, lôi trì giống như bị dẫn nổ, đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn vốn bình lặng lập tức sôi sục. Hơn vạn đường điện lôi ngưng tụ thành hình, giáng xuống lôi trì. Cùng lúc đó, đám người Độc Cô Bá Đạo, tông chủ Trấn Hồn Tông đang chạy lên đỉnh núi đều dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trời. Dị tưởng, đáng chết, tên nhóc đó đã đến đỉnh núi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra bảo bối gì? Mau, 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 bất luận là bảo bối gì. Cũng không được để tên xúc sinh này lấy được. Trong lôi trì trên đỉnh Lưỡng Giới Sơn, huyết dịch trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi sục, xương chí tôn trong người giống như từng long mạch khủng bố, sức mạnh vô tận đều bùng phát ra. Chui vào trong chân tay xương cốt. Cơ thể của Diệp Bắc Minh giống như cái động đen, điện lôi vô tận giáng xuống đều bị anh hấp thụ. Một giọt dịch lôi kiếp đã có thể cải thiện thể chất, chủ nhân trực tiếp ngâm mình trong dịch lôi kiếp. Thạch Trung Hổ không ngừng hít khí lạnh, chủ nhân muốn nghịch thiên ư.
Lãnh Thành Thu tỏ vẻ mặt không dám tin, anh ta lại chịu được thiên lôi gần lôi trì. Vừa nãy cô ta bị một đạo thiên lôi đánh trúng, suýt nữa tan thành cho bụi. Gru! Một tiếng rồng gầm vang lên, một cảnh không thể tưởng. Tượng diễn ran. Trong lôi trì lại có một con chân long ảo hóa từ lôi điện, vần quanh xoay trò quanh cơ thể Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, dịch lôi kiếp, đây là dịch lôi kiếp, bên trong lại sinh ra một con lôi long. Phía sau mọi người đều kích động thốt lên. Đám người Độc Cô Bá Đạo đã đến. Đồng tử của tông chủ Trấn Hồn Tông co lại, nhìn chăm chằm Diệp Bắc Minh quát nói, tên nhóc này đang hấp thụ dịch lôi kiếp, luyến hóa xương chí tôn trong cơ thể. Tuyệt đối không được để hắn thành công, nếu không xương chí tôn hoàn toàn dung hợp với hắn, chúng ta rút xương chí tôn ra thì cũng vô dụng. Tông chủ Trấn Hồn Tông nói xong liền nhảy vọt ra, trực tiếp xông về phía lôi trì giết Diệp Bắc Minh. Ngăn ông ta lại. Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết nghiêm lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Chém một kiếm về phía Trấn Hồn Tông. Đôi mắt của tông chủ Trấn Hồn Tông lóe lên một tia kinh ngạc, kiếm ý cường mạnh quá. Nếu cô là cảnh giới thần hoàng thì thực sự có thể gây uy hiếp với tôi, chỉ tiếc cảnh giới của cô quá thấp. Tông chủ Trấn Hồn Tông vụt người cuốn theo một trận cuồng phong. Kiếm ý của Hạ Nhược Tuyết liền tan rã, cơ thể bị đánh bay. Ran. Không chịu nổi một đòn. Tông chủ Trấn Hồn Tông lắc đầu, tiếp tục đi về phía Diệp. Bắc Minh. Hầu tử cắn răng xông lên, đừng hòng hại anh Diệp của tôi. Cảnh giới đế, rác rưởi gì vậy? Tông chủ Trấn Hồn Tông cười khinh thường, năm ngón tay từ không trung đè xuống. Một luồng sức mạnh dễ như bẻ cành khô nghiền áp xuống, cơ thể hầu tử phát ra tiếng rác rác giòn tan. Vô cùng thê thảm bò dưới đất, cũng không còn chút sức chiến đấu. Liền sau đó, Thạch Trung Hổ lại chặn phía trước. Tông chủ Trấn Hồn Tông tức cười, ha ha, tên xúc sinh này có tài có đức gì mà nhiều người không sợ chết giúp hắn như vậy. Soạt một tiếng không khí bùng nổ, Thạch Trung Hổ cũng không nhìn rõ là chuyện gì thì đã bị va đập bay đi. Điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, đập mạnh lên vị trí cách Diệp Bắc Minh 50 mét. Tông chủ Trấn Hồn Tông tiến lên một bước, giẫm qua người Thạch Trung Hổ. Thích thú nhìn Diệp Bắc Minh, xúc sinh, cảm thấy tuyệt vọng chưa? Nếu tao là mày, bây giờ tao đã rất tuyệt vọng rồi. Đáng tiếc, vật cực phẩm như dịch lôi kiếp cũng bị mày tìm được, chỉ tiếc là mày không có cơ hội hưởng thụ. Tấn công ra một quyền. Một đòn toàn lực của cảnh giới thần hoàng đủ để xóa đi tất cả. Một bóng hình màu trắng chặn trước người Diệp Bắc Minh hy. Phập một tiếng bức bối vang lên, trên người Lãnh Thanh Thu tỏa ra một ánh sáng trắng. Hóa thành một con thỏ trắng bay đi, rơi xuống bên cạnh lôi trì. Cô ta bị tông chủ Trấn Hồn Tông đánh một quyền trở về nguyên hình. Lãnh Thanh Thu chớp mắt, một mạng trả một mạng, anh cứu tôi một lần, tôi cứu anh một lần. Chậm rãi nhắm mắt, tông chủ Trấn Hồn Tông cau mày, yêu tộc biến hình. Ha ha, xúc sinh, bản tông chủ rất hiếu kỳ tại sao nhiều người nộp. Mạng vì mày như vậy. Tao xem tiếp theo đây còn có ai có thể ra tay vì mày. Bước tới trước lôi trì, tấn công một quyền về phía đỉnh đầu của Diệp Bắc Minh. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu từ từ mở red tấn công ra một quyền. Đây là... Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Bắc Minh. Trái tim của tông chủ Trấn Hồn Tông co thắt lại, giống như nhìn thấy ác ma. Phập! Năm đấm của người người đụng vào nhau, sóng khí khủng bố nổ ra, năng lượng lập tức cuồn cuộn cả trời đất. Tất cả tuyết tràng gần đó liền tan chảy. Tông chủ Trấn Hồn Tông cảm thấy mình như bị một khối thiên thạch đánh trúng a. À. Kêu thảm một tiếng bay ngược ra. Làm sao có thể? Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh kinh hãi hô lên một tiếng. Suýt. Sau khi tông chủ Trấn Hồn Tông rơi xuống đất, mọi người lại hít khí lạnh. Chỉ thấy tay phải của tông chủ Trấn Hồn Tông hoàn toàn biến mất. Vị trí bả vai lộ ra vết thương khủng bố đầm đìa máu tươi. Thanh Huyền Tử nheo con mắt đục ngầu, sức mạnh của xương chí tôn lại khủng bố như vậy. Một cảnh giới thần, hoàng lại bị một quyền của hắn đánh nổ một cánh tay. Kẻ này vừa vào thần giới, còn chưa chuyển hóa thần lực, ngưng tụ thần cách phải không? Một khi hắn thoát xác, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Các võ giả có mặt khác đều hít khí lạnh, kinh hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh. Kỷ Sinh nuốt nước miếng, không. Không thể nào, tên nhóc này vừa tiến vào thần giới.
Cho dù hắn chuyển hóa thần lực, ngưng tụ thần cách cũng không thể nào đánh bại được chúng ta. Độc Cô Bá Đạo lại nghiêm túc gật đầu, quốc sư nói đúng, thiên phú khủng bố của kẻ này đã vượt qua dự đoán của chúng ta. Hôm nay hắn không chết, sau này chắc chắn sẽ là đại họa của chúng ta. Hai người không còn do dự, hai luồng sát cơ băng lạnh lập tức khóa chặt Diệp Bắc Minh. Cơ thể càng hóa thành hai tàn ảnh mau chóng lướt đến. Giết! Diệp Bắc Minh cảm nhận sát kinh thiên, hai nắm đấm cùng bùng phát. Gru! Hai con huyết long xông ra, tiến về phía Độc Cô Bá Đạo và Thanh Huyền Tử. Phá cho tôi! Hai người hùng hổ tấn công, khoảnh khắc huyết long bị đánh tan bùng phát ra năng lượng cường mạnh. Hai người bị đánh bay ra, đáp xuống đỡ chờ ồi lùi lại 3-4 bước. Nhìn thấy chưa? Độc Cô Bá Đạo tỏ sắc mặt nghiêm túc. Thanh Huyền Tử gật đầu mạnh, nhìn thấy rồi, kẻ lại có thể cùng lúc đánh lui hai người chúng tôi, tương lai của hẳn đúng là không thể dự đoán. Vậy thì cho ha không có tương lưu. Độc Cô Bá Đạo gầm lên một tiếng, lòng bàn tay hiện lên một thanh thần kiếm màu tím tạo hình khoa trương, bá đạo, giết cho ta. Chém một kiếm xuống, bầu trời chấn rung. Cả không gian đều tràn ngập kiếm khí bá đạo, cào xé về phía Diệp Bắc Minh như con mãnh thú hồng thủy. Cậu nhóc, với sức mạnh của cậu không chặn được kiếm này, dùng kiếm càn khôn chấn ngục đi. Giọng của Tháp Càn, khôn chấn ngục vang lên. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.